Chào mọi người, như video lần trước mình chia sẻ về việc học càng cao thì càng dễ thất nghiệp, mình thu về khá nhiều cái ý kiến trái chiều. Điều đó tốt, tức là chủ đề này các bạn có quan tâm. Mình xin cảm ơn những người đã bỏ thời gian ra xem clip và bình luận, vì mình nghĩ chọn ngành và hướng nghiệp luôn là cái đề tài gây nhiều tranh cãi, vì thực sự giáo dục ở Việt Nam chưa thực sự làm tốt cái vấn đề này. Con số về thất nghiệp của những cái sản phẩm từ trường đại học phản ánh đúng cái hiện thực xã hội. Tôi không muốn nói là trường đại học không nên tồn tại, tôi không muốn nói là các bạn không nên học nữa, tôi chỉ muốn nói các bạn chỉ nên học và trường chỉ nên dạy những thứ xã hội cần chứ không phải là những thứ quý vị thích. Trong bài này tôi sẽ chọn một chủ đề cụ thể hơn và sẽ đưa ra những cái bằng chứng phân tích ở nước ngoài, ở nước phát triển đó, vốn sẽ là tương lai của Việt Nam. Tại vì Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển, cho nên là tương lai của Việt Nam chắc chắn sẽ là hiện tại của những nước phát triển. Chúng ta quan sát, học hỏi để chuẩn bị cho tương lai của mình. Tôi thật sự không thích nói đến cái từ là 4.0. Cái từ này chỉ khi mà về Việt Nam mình mới biết nhiều thôi, chứ ở Úc chả ai nói đến cái từ 4.0. Trong khi Việt Nam mình đi đâu cũng ai cũng nói hết. Ở bên Úc thì người dân chỉ nhận thức là ngày càng có nhiều cái phần mềm máy móc mới ra đời, chúng dần thay thế các công việc của con người. Sự thay đổi diễn ra hàng ngày, hàng năm và không phải là làm một cái rầm, cho nên là cũng chẳng ai đặt tên cho nó là cái thời đại 4.0 hay là 5.0 cả. Chỉ gọi là sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thôi. Sự thay đổi này hiện rõ trong cuộc sống đời thường và các bạn có thể thấy được luôn. Mình có quay cái video lại cho các bạn nhưng mà sẽ cho các bạn coi sau. Bây giờ mình sẽ dành thời gian để phân tích đến những cái nguyên nhân thay đổi và quá trình thay đổi âm thầm mà các bạn không thấy được bằng mắt thường. Mục tiêu của những cái thứ thay đổi này không có gì khác là ngoài làm tăng thêm cái hiệu quả, tiết kiệm chi phí đến mức tối đa dành cho những cái chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp không quan tâm lắm đến cái việc là phải giữ người, do cái áp lực kinh tế từ cái đối thủ cạnh tranh, cách giảm chi phí thì mình cũng phải làm vậy để cạnh tranh. Cho nên đây là cái phản ứng dây chuyền. Đưa một cái ví dụ cụ thể như vậy ha. Bây giờ mình giả sử đi, mình là sẽ đóng vai làm coder trường cuối đi, tức là người rất là giỏi lập trình. Mình sẽ đi gặp một cái ông trưởng phòng kinh doanh ABC gì đó. Mình sẽ hỏi ông xem là cái công việc của ông như thế nào, thì ông sẽ mô tả là như vậy nè: à, cái quản lý phòng kinh doanh tôi sẽ làm 4 khu, mỗi khu chia làm nhiều đội nhỏ ABC, mỗi đội tôi sẽ giao việc DF, sau đó tụi nó sẽ báo cáo số liệu lên cho tôi, rồi tôi phân tích XYZ gì đó, xong tôi báo cáo cho sếp. Mình nghe xong cái hết cái ok, cảm ơn xong xuôi cái, cứ mình đi về mình code ra một cái phần mềm mô tả lại cái quá trình vận hành doanh nghiệp y như ông trưởng phòng mô tả, xong mình tới gặp ông sếp cái mình quảng cáo: anh ơi, giờ em có cái phần mềm này nè, lập trình lại công việc y chang như cái ông quản lý của anh đó, mà giờ anh nói nhân viên cấp dưới của anh cứ nhập cái dữ liệu ở cái tầng dưới bên dưới này, xong cái là ở trần trên nó ra báo cáo luôn, cập nhật liên tục cho anh luôn. Anh mướn ông trưởng phòng này bao nhiêu? 6.000 đô một tháng à? Vậy em cho anh thuê cái phần mềm của em là 20 đô một tháng thôi. Anh đỡ tốn tiền quản lý con người, đỡ phải nhân viên đòi tăng lương giảm giờ làm, đỡ phải mua bảo hiểm, đỡ lương hưu, đỡ tiền thưởng lễ hội này nọ cho họ. Con robot của em là chỉ cần cắm điện vô là chạy 24/7 làm việc hết công suất luôn, update tính năng liên tục cho anh, càng ngày càng thông minh lên. Vậy thì bạn nghĩ xem là ông sếp ông sẽ chọn bên nào? Trên đây là mình nói một cái tóm tắt thôi ha. Dĩ nhiên là cái phần mềm quản lý nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Nhưng cái vấn đề là nó sẽ càng ngày càng thông minh, do càng ngày càng có những cái đội coder sẽ liên tục tạo ra những cái con bot tương tự, rồi tụi nó sẽ copy lẫn nhau, rồi nâng cấp, rồi thêm dữ liệu tùm lum hết. Hay là mấy cái phần mềm kế toán trưởng đi, lúc trước mấy công ty lớn là mướn vài kế toán trưởng, vài kế toán là kế toán trưởng rồi kiểm toán gọi là auditor, giờ coder vô hỏi: à chị ơi, giờ kiểm toán sao chị? Cái chị mô tả: à giờ dễ lắm em, là lấy cái số này scan cái số kia, xong so sánh cái số nọ, cái là coder về lập trình y chang. Giờ nhân viên kế toán ở tầng dưới chỉ việc nhập vô cái số, nộp xong cái là tầng trên, một giây sau là máy báo lỗi ô nào luôn, cực kỳ nhanh. Cho nên bây giờ nhân viên ngân hàng ở nước ngoài người ta thay bằng máy gần hết, giờ chỉ còn là con người xử lý mấy cái mảng dịch vụ cho vay cá nhân hay là vay doanh nghiệp thôi. Thậm chí bạn biết là chơi cổ phiếu bây giờ cũng sẽ có robot nó chơi giùm luôn. Bạn cứ lập công thức, thấy giá lên bao nhiêu là lập lệnh bán, rồi xuống bao nhiêu là lập lệnh mua, tức là nó quét số còn nhanh hơn là mắt người nhìn nữa. Tối ngủ dậy phát là một là đầy tiền, hai là hết tiền, chỉ có tính toán thôi mà. Tức là các bạn sẽ có công thức, bạn ráp vô là máy tự động nó tính. Bây giờ có khá nhiều cái công ty phần mềm tạo ra phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì lập doanh nghiệp thì kiểu gì cũng phải có quản lý bán hàng, rồi kế toán, rồi quản lý kinh doanh này nọ, mà giờ doanh nghiệp nhỏ thì không có nhiều tiền để thuê, mặc dù là cái nhu cầu vẫn có, cho nên là họ sẽ mướn những cái phần mềm như thế này để mô phỏng những cái quản trị viên thật, sau đó chỉ việc là dạy cho nhân viên cấp dưới là nhập dữ liệu vô phần mềm đó, rồi nó tự tính toán, rồi nó báo cáo doanh thu. Hễ mà nhân viên phàn nàn chỗ nào là coder nó sẽ nâng cấp thêm tính năng ở chỗ đó. Nó giống như là mình dạy cho nó càng ngày nó càng thông minh lên vậy đó. Có thể là những cái ví dụ này nó hơi khó hiểu là do là người Việt Nam mình cứ chưa có sử dụng nhiều, cho nên là chưa phổ biến. Hay giả sử bạn coi kinh tế nó giống như là một cái ván cờ đi, thì cái trí tuệ nhân tạo nó giống như là con AI nó chơi cờ. Hồi xưa sẽ có cái vụ là người chơi cờ sẽ thắng được phần mềm, chứ bây giờ là khỏi luôn, tại vì cái con người có cảm xúc mà, chơi một hồi là mệt là nóng lên là đánh lung tung. Robot nó thua nó đâu có biết nhục đâu, mỗi lần nó thua là nó sẽ phát hiện ra là điểm yếu của nó là chỗ nào, sau đó nó sẽ nâng cấp mạnh hơn nữa, kiểu như là khi nó ghi nhớ hết tất cả các thế cờ của kỳ thủ giỏi nhất trên thế giới, kỳ thủ đi nước nào là nó lập hàng trăm cái giả thuyết để đoán xem nước cờ tiếp theo là nước cờ nào, sau đó nó loại trừ, rồi kỳ thủ đi nước cờ nào tiếp theo nữa nó lại đoán tiếp, nó loại trừ tiếp. Cho nên cơ bản là kỳ thủ đi nước cờ nào là nó đoán được hết, nên lỡ mà nó thua
nó lại cập nhật cái thế cờ mới vô, thì càng ngày càng thắng nó lại giúp nó càng ngày càng thông minh ra. Công thức để tính cái độ thông minh của robot ha, robot sẽ thông minh hơn gấp đôi sau 3 năm, chính xác là N lũy thừa của 2. Ví dụ các bạn thấy bộ nhớ của iPhone đi, hồi xưa là 16GB là 24, sau đó tới 32 là 25, sau đó tới 64 là 26, xong tới 128, 256 là 12. Kiểu như bộ nhớ nó sẽ tăng lên gấp đôi thì nó có thể nhớ nhiều hơn và cũng sẽ tính nhanh hơn. Một giây nó thực hiện cả triệu triệu phép tính. Tùy con, nói chung ra là rất nhiều, nhưng mà quan trọng là trí nhớ của nó không bao giờ quên. Điều đó cho thấy là những cái bạn học thuật thiên về tính toán, kiểm tra số liệu này nọ, các bạn sẽ bị cạnh tranh gay gắt vì mấy cái phần mềm này, mà nó là cái phần mềm mà họ làm ra một con xong họ copy ra cả ngàn con rồi xong là đem ra bán với giá rất rẻ. Mà giờ nó không chỉ hiểu về số đó đâu nha, nó hiểu luôn cả tiếng nói rồi. Ví dụ như phần mềm chatbot, phần mềm bán hàng trên tin nhắn của Facebook. Việt Nam có vài công ty đã sản xuất ra rồi đó, và thật ra trên thế giới có cả trăm công ty tương tự. Khi mà các bạn mua hàng trên website hay là app chẳng hạn, các bạn nhấn vô cái biểu tượng in tin nhắn Facebook là mấy cái con này nó nhào ra, nó giới thiệu sản phẩm cho chủ shop. Dĩ nhiên là hiện tại nó chỉ trả lời những cái câu hỏi cơ bản thôi, nhưng mà rồi tụi này nó sẽ thông minh lên. Hay nói về cái trình độ đọc hiểu thì YouTube là ông đi đầu cho cái việc để máy lọc nội dung video. Mấy cái clip của mình nói nhiều mà lên trên máy nó quét là xong, nó gắn hết mát phim người lớn hết. Nhiều khi video nói ít, chủ yếu là hình không thì là dễ thoát kiểm duyệt hơn. Nó lý do tại sao mà mấy cái phim hoạt hình bậy bạ hồi đó thoát được kiểm duyệt YouTube là tại vì khi các bạn nói thì nó sẽ ghi âm ra chữ viết, sau đó nó lọc từ khóa, cho nên nó hiểu cái văn hóa khinh văn bản. Còn hình ảnh, đặc biệt là phim hình, có vẻ như là hình trừu tượng nhiều quá, cho nên là nó xem nó không hiểu, mà từ từ nó cũng sẽ hiểu hết thôi. Mà mình nói chuyện với nhân viên YouTube rồi, họ không cho con người kiểm duyệt. Nếu mình đòi họ duyệt lại thì họ cho con bot khác dễ tính hơn quét lại thôi, không đạt được nữa thì lại qua một lớp khác duyệt tiếp. Nói chung là YouTube không tin con người, thích luyện robot để nó kiểm duyệt thôi. Mà thiệt là mỗi giây có cả triệu video up lên trên đó, người đâu mà lọc cho hết. Cho nên là các bạn học thuật thuần chỉ gọi là phân tích số liệu hay là tính toán số sách, á, cả số đánh chữ viết cái gì, nói chung là tính toán suy luận đánh giá thì các bạn phải cẩn thận. Thường mấy cái vị trí trưởng phòng, giám đốc dĩ nhiên không phải là bỏ hết, không còn ai, nhưng mà ví dụ như hồi xưa nhân viên là 30-40 người thì bây giờ thu gọn là chở chừng 10-20 người. Bây giờ công ty bàn giấy mà đông nhân viên là rất là hiếm, tình hình những nước phát triển nó như vậy. Việt Nam thì chưa đâu, nhưng mà đó là tương lai, máy nó tính lẹ hơn chúng ta. Mướn một cái phần mềm nó cũng sẽ rẻ hơn mướn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những bạn lương cao. Do doanh nghiệp Việt Nam mình chưa có phổ biến những cái phần mềm như thế này, cho nên là các bạn không biết thôi, chứ không phải là nó không có. Chủ doanh nghiệp phàn nàn cái phần nào thì nó sẽ thêm cái tính năng phần đó, càng phàn nàn thì nó lại càng thông minh lên. Có một số bạn nói với mình trí tuệ nhân tạo không thể thay thế hết con người, điều đó đúng. Corona cũng chỉ mới làm chết hơn 300.000 người để trở thành đại dịch, và đại dịch lớn nhất trong lịch sử là cúm Tây Ban Nha cũng chỉ giết 1% dân số trái đất thôi. Và virus thì cũng đâu có thấy được bằng mắt thường, nhưng mà chúng ta có thể thấy được sự thay đổi và ảnh hưởng của nó tạo ra. Mình không có hù dọa, mình cũng không có làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi chỉ là chia sẻ những cái gì mình biết để mọi người chọn cái hướng đi cho nó phù hợp thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi một số những cái thay đổi ở Úc khi mà máy móc hiện diện bắt đầu nhiều hơn. Trước khi qua phần học nghề thì cho mình giới thiệu cái dự án nhiệm vụ một tí nhé. Máy tính của bạn cần cài lại Windows, bạn muốn vệ sinh máy lạnh, hay bạn muốn thiết kế logo làm website, đèn tranh ở nhà canh thấy, vòi nước ở nhà bị rỉ, hay sofa muốn khiêng lên lầu nhưng không có ai giúp. Những công việc thế này tuy nhỏ nhưng lại xảy ra hàng ngày ở bất kỳ đâu. Vấn đề là tìm được tờ giỏi đã khó, mà có tìm được thì cũng phải hẹn lịch chờ lâu. Có khi thợ không thèm tới vì họ chê việc nhỏ, trả công rẻ, tốn thời gian di chuyển, chẳng lẽ bó tay. Nhờ cộng đồng helper giúp đỡ thôi. Họ là ai, kiếm ở đâu, trên ứng dụng nhiệm vụ chứ đâu. Một ứng dụng hai giao diện dành cho hai đối tượng. Bạn đăng ký thật nhanh bằng số điện thoại cá nhân, nhấn vào nút tài khoản ở góc dưới trên màn hình chính để thay đổi giao
giao dịch linh hoạt. Vào bên trong, dòng chữ đổi giao diện được hiển thị theo màu rất dễ nhìn. Bây giờ trong vai trò là khách hàng, bạn muốn tìm helper có hai cách: giao nhiệm vụ công khai hoặc nhờ trực tiếp. Thử tạo nhiệm vụ công khai xem. Trên màn hình chính, nhấn vào nút yêu cầu, chọn ngay nút nhiệm vụ mới ở trên cùng. Ví dụ khách hàng chọn lĩnh vực thiết kế IT, mô tả nhiệm vụ là cài lại Windows cho dàn máy tính để bàn. Tiếp tục là tự mình ra giá, muốn trả 50.000 cho công việc này. Thêm vài bước xác minh nữa là tạo xong nhiệm vụ. Bây giờ thì chờ helper chào giá rồi. Một thời gian sau có ba helper chào giá. Bạn có thể xem lời thuyết phục của từng người hoặc nhấn vào từng tài khoản để tham khảo sơ lược năng lực của họ. Quyết định chọn ai thắng giá là quyền của bạn. Trong thời gian này bạn vẫn có thể thay đổi helper nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung. Một khi nhiệm vụ hoàn tất và để lại đánh giá, khách hàng chỉ cần thanh toán online cho helper đúng với mức giá thương lượng cuối cùng của hai bên mà không cần phải trả thêm bất kỳ phụ phí nào. Nếu muốn nhanh hơn, khách hàng có thể giao nhiệm vụ trực tiếp cho helper ở gần mình nhất. Quay lại màn hình chính, vẫn chọn là nút yêu cầu. Bên dưới nút nhiệm vụ mới là danh sách helper được sắp xếp theo thứ tự gần mình nhất. Bạn có thể bấm vào từng helper để xem sơ lược năng lực, chọn được người phù hợp, bấm vào nút yêu cầu ở đây để giao nhiệm vụ trực tiếp cho người này. Quá trình tạo nhiệm vụ tương tự như lúc nãy, cũng mô tả nhiệm vụ và tự mình ra giá, nhưng nhiệm vụ này ở trạng thái ảnh, chỉ có hai bên thương lượng kín đáo với nhau. Nhiệm vụ bảo hành dịch vụ cho khách hàng lên tới 2 tuần kể từ lúc khách hàng chọn thanh toán bằng ví điện tử. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm gặp sự cố, helper sẽ được yêu cầu quay lại sửa sai hoặc nhiệm vụ sẽ hoàn lại 100% phí thanh toán. Nhiệm vụ thậm chí đã mua gói bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng có giá trị lên tới 2 tỷ. Ở vai trò làm helper, sau khi đăng ký, bạn cần xác thực tài khoản để chính thức trở thành helper. Trong màn hình tài khoản, chọn nút phỏng vấn, điền đầy đủ thông tin bắt buộc trong hồ sơ cá nhân, bao gồm cả việc xác minh 4 tấm ảnh chứng minh thư. Cuối cùng lùi ra ngoài, chọn năng lực, chọn nghề nghiệp, chọn tối đa 2 nghề nghiệp mà bạn có thể làm. Những thông tin còn lại là không bắt buộc, nhưng nhiệm vụ khuyến khích helper điền đầy đủ để tăng thêm uy tín trong mắt khách hàng. Ngoài ra, nhiệm vụ hỗ trợ helper xuất CV chuyên nghiệp theo mẫu tự chọn, ra file PDF từ những thông tin được cung cấp trong màn hình phỏng vấn. Lưu ý, helper chưa xác thực tài khoản sẽ không được chào giá là nhiệm vụ. Khách hàng cũng sẽ không thấy nút yêu cầu khi xem sơ lược năng lực của helper này. Để làm nhiệm vụ công khai, helper quay lại màn hình chính, chọn nút tìm kiếm, danh sách nhiệm vụ mới sẽ hiện ra theo dạng cột. Nhấn vào nút bản đồ để xem toàn cảnh tất cả nhiệm vụ hiện ra theo từng khu vực tọa độ. Chọn nhiệm vụ phù hợp, chào giá, thuyết phục khách hàng. Helper sẽ dùng điểm VPoint để quy đổi ra phí chiết khấu dựa trên số tiền helper đã chào giá. Lượng VPoint sẽ bị trừ hoàn toàn sau 3 ngày helper trở thành người thắng giá. Nhiệm vụ khuyến khích helper liên lạc sớm nhất để hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung, helper cần yêu cầu khách hàng chọn người khác thay thế trước thời hạn 3 ngày để lấy lại điểm VPoint. Nếu thiếu điểm VPoint, helper có thể mua thêm để chào giá. Nhiệm vụ không chỉ làm trung gian kết nối cộng đồng hay tạo cơ hội việc làm, chúng tôi còn phân loại năng lực và là trọng tài có tâm. Tham gia cộng đồng nhiệm vụ ngay hôm nay để giúp đỡ mọi người. Nếu như công nghệ mới tấn công những cái người học thuật bằng phần mềm, thì công nghệ robot tự động hóa sẽ tấn công những người học nghề bằng phần cứng và dây chuyền sản xuất tự động hóa. Tuy nhiên công nhân tay nghề cao vẫn giữ được việc làm lâu hơn dân học thuật. Lý do là sao? Bạn phải hiểu là mầm móng của xu hướng nâng cấp công nghệ đến từ đâu. Đó là từ giới tư bản, ngày càng có nhiều người giàu hơn, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt hơn, trong khi đó là quản lý con người là cái thứ mệt nhất. Tại vì không ai thích làm hết, chỉ có muốn thích đi du lịch thôi, nhưng vẫn muốn có nhiều tiền. Cho nên là giới tư bản phải nghĩ mọi cách để cắt giảm chi phí. Bạn nhớ nhé, chi phí là yếu tố quyết định. Năng suất tăng nhưng mà chi phí cũng tăng thì họ sẽ không làm, tại vì không có lời. Vậy thì hiện tại công nghệ robot đã làm được gì? Rất nhiều, nhưng chi phí để tạo ra cái dây chuyền robot rất là tốn kém, nên chỉ hiệu quả kinh tế khi họ gia công những cái thiết bị đắt tiền, ví dụ là lắp ráp xe hơi, máy móc lớn. Những cái thiết bị nhỏ như là điện thoại giá thành rẻ, sản xuất số lượng nhiều mà xài robot hết thì tiền đâu mà chi. Hay như là công nghệ in 3D đi, cho phép in 1000 căn nhà cực lẹ, nhưng vấn đề là phải 1000 căn nhà in cùng lúc, chứ 1000 căn nhà in lại rác mỗi nơi một căn thì cũng không làm được, tại vì chi phí lắp đặt cái máy in không hề rẻ. Sự thật thì robot hiện tại đã có một số mô hình rất là tiên tiến, ví dụ như là robot nấu ăn, nó rất là khéo tay, nhưng vấn đề là chi phí để tạo con robot đó là quá mắc, không có cái nhà hàng nào mà chịu nổi hết á. Thà xài đầu bếp con người còn ngon hơn. Mà thử sau này có thể ai chế để có robot cắt tóc đi, có ai dám thử không? Không biết là nó có nhạy không, lỡ lắc cái đầu qua cái kéo nó ấn vô cái là xong phim. Thực tế thì các công việc bằng handmade, tức là công việc thủ công, robot không có dám giành của con người đâu. Ví dụ như là may mặc, làm giày, đồ da. Nhưng mà khoa học kỹ thuật tạo ra những cái công cụ hiện đại hơn để hỗ trợ cho công nhân, khiến cho họ làm việc đỡ cực hơn. Tôi lấy ví dụ như là thợ mộc đi chẳng hạn. Nếu hồi xưa người ta dùng búa, người ta đóng, sáng còn sức để phang, chiều đuối sức để phang cái đinh là có cây vô cây không. Thì bây giờ người ta sẽ dùng súng, người ta bắn, bắn phát nào là dính phát đó. Có khi bây giờ là không có những cái công dụng cụ là người công nhân không chịu làm. Cơ bản nếu bạn lao động những công việc không phải dây chuyền, tức là cá thể, thì sẽ bớt lo hơn. Bây giờ mình so sánh như thế này, chi phí sản xuất phần mềm sẽ rẻ hơn nhiều của chi phí tạo ra phần cứng. Phần mềm thì copy ra hàng ngàn bản cũng đơn giản hơn, nhưng mà sản xuất robot thì phải sản xuất từng con, rồi bảo trì robot, rồi chi phí lắp đặt cũng rất là tốn kém. Tóm lại là chi phí cao thì giới tư bản cũng sẽ chùn bước. Đó là lý do những cái nước giàu vẫn cần lao động giá rẻ ở châu Á, chứ không là họ kéo hết công nghệ về cái nước của họ rồi. Để bảo vệ công nghệ mà rõ là công nghệ robot đâu có dễ copy đâu. Còn phần mềm này copy một phát là xong rồi, xài qua một lần là làm lại y chang. Còn robot cho thấy luôn đó, đâu phải muốn copy là copy. Ý là phần mềm sẽ phát triển nhanh hơn, đe dọa việc làm của dân kinh tế nhiều hơn. Thực ra nãy giờ nói xấu dân học thuật hơi nhiều. Dân học thuật thì mình chia thành hai
loại thiên về kinh tế và thiên về nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ví dụ như là bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, sinh học này nọ thì cái này là khoa học, nên là các bạn đã lỡ chọn con đường khoa học rồi thì các bạn phải học cao lên thôi, không cãi. Tại nó là khoa học mà, đã chọn nó thì bắt buộc phải học càng cao càng tốt. Nhưng mà không chắc lương cao đâu nha. Như vậy thì chỉ có học thuật thiên về kinh tế là bị dính đòn thôi. Nói vậy cho nha. Lời cuối thì mình xin chia sẻ như thế này. Mình thì không làm clip để chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Đúng là nhiều bạn nói mình phân tích một chiều. Mình cố tình mà. Tại vì thật sự không có một cái gì hoàn hảo hết. Không có một cái kế hoạch đúng cho tất cả mọi người. Cho nên mình chỉ có thể nhắm vào một nhóm đối tượng là số đông để nói thôi. Dĩ nhiên là nó sẽ đụng chạm tới một thành phần nhỏ, những người xuất sắc, là những người điểm của điểm. Họ không đồng ý. Nhưng mình nghĩ là nếu mà họ xuất sắc, họ đủ thông minh để nhận ra cái clip học càng cao thì càng dễ thất nghiệp á, không nói về họ. Họ cứ tiếp tục chọn con tiếp với con đường của họ thôi. Nhưng mà họa may mà họ nghe xong, họ thấy lung lay thì có nghĩa là họ chưa đủ bản lĩnh, họ chưa sẵn sàng, họ có thể dừng lại. Hãy chia sẻ thông điệp này đến những người bạn khác của bạn nhé. Và đừng ngại để lại comment ở bên dưới nếu bạn có câu hỏi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.